Quý vị và các bạn thân mến, các em học sinh thân mến, trong chương trình hôm nay, Thanh Tùng diễn đọc sẽ cùng với quý vị các bạn, các em học sinh đến với bài ôn tập bài 3 ngữ văn 11 tập 1, bộ sách Trên Trời Sáng Tạo, ôn tập bài 3 truyện thơ. 1. Kẻ bàng sau vào vở nêu các đặc điểm của thể loại truyện thơ được thể hiện qua các đoạn trích. Cốt lời tiễn dặn, Tú Uyên gặp Giáng Kiều, thì kính nuôi con cho thị màu. Cốt truyện như thế nào, nhân vật như thế nào, người kể chuyện như thế nào, ngôn ngữ thế nào, nhận xét chung như thế nào. 2. Lời của các nhân vật từ câu bữa sau sư phụ mới hay đến câu mệnh người dám lấy làm chơi mà liều, trích thì kính nuôi con cho thị màu, có mang đặc điểm của ngôn ngữ nói không, dựa vào đâu bạn nhận xét như vậy. 3. Khi viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, truyện thơ hoặc tác phẩm nghệ thuật, bài hát. Khi viết văn bản nghị luận về một tác phẩm văn học, truyện thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật, bài hát, bạn cần lưu ý những điều gì? 4. Bạn cần chú ý những gì khi giới thiệu một truyện thơ hoặc một bài hát theo lựa chọn cá nhân? 5. Quan niệm khao khát đoàn tụ, quan niệm khát khao đoàn tụ trong các văn bản, lời tiễn dặn, Tú Uyên gặp Giáng Kiều, người ngồi đợi trước hiên nhà, bạn hiểu gì về bi kịch và vẻ đẹp của con người trong hoàn cảnh xa cách? Thanh Tùng diễn đọc. Vui lòng bấm like, share và đăng ký kênh YouTube Thanh Tùng diễn đọc để kiến thức văn học trong trường học là kiến thức không bị xuyên tạc. Trân trọng mến chào.